Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận lỗi sau trận thua của tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung xin lỗi và nói nhận toàn bộ trách nhiệm sau khi tuyển nữ Việt Nam để thua Uzbekistan với tỷ số 0-1 ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì kết quả trận đấu ngày hôm nay. Trách nhiệm này thuộc về huấn luyện viên trưởng là tôi, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói sau trận đấu tối ngày 26 tháng 10. Ở trận này, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng thi đấu bế tắc và phải nhận thất bại 0-1. Tiền đạo Diorakon Khabibula là người ghi bàn duy nhất ở phút 30 giúp chủ nhà Uzbekistan giành chiến thắng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra tiếc nuối và cho rằng tuyển Việt Nam xứng đáng có một trận hòa khi Hải Yến, Bích Thùy có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Tuy nhiên, ông thừa nhận tuyển nữ Việt Nam phối hợp chưa tốt, không tận dụng được thế mạnh từ những đường truyền sệt. Việc các cầu thủ chơi bóng bổng nhiều khiến lợi thế rơi vào tay Uzbekistan có thể hình cao to hơn. Tuyển Việt Nam phối hợp ở hai biên nhiều nhưng đưa bóng vào chưa chất lượng. Ở hàng tiền vệ, các cầu thủ tranh chấp chưa quyết liệt và truyền hỏng. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ phải tập thêm về tiếp xúc bóng và truyền bóng sao cho nhanh, chuẩn xác hơn, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận xét Uzbekistan giành chiến thắng nhưng thi đấu không thực sự sắc sảo. Đội chủ nhà chủ yếu đá bóng dài và thiếu sự bọc lót. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam không tận dụng được các tình huống bóng hay, chậm về phá bóng. Tình huống dẫn tới bàn thua đến từ lỗi của hàng thủ Việt Nam. Với trận thua này, tuyển nữ Việt Nam rất khó để vượt qua vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Theo quy định, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành vé trực tiếp vào vòng trong và ngôi đầu bảng C khó thoát khỏi tay Nhật Bản. Hy vọng đi tiếp với tư cách đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất vòng bảng của tuyển nữ Việt Nam hiện rất mong manh. Ở hai lượt trận tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam lần lượt đối đầu Ấn Độ vào ngày 29 tháng 10 và Nhật Bản vào ngày 1 tháng 11. Đây là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Mai Đức Chung trước khi chia tay tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.